nữ hoàng Isabella và vua Bruce chào mừng mọi người nha. Vua Bruce, cho xin chữ ký với. Mình yêu cánh tay của cậu. Ồ, anh yêu à, nhìn những thứ nhỏ bé dễ thương này nè. Đèn của Aladdin. Và này là gì nhỉ? Em không nhìn thấy gì cả. Như là chiếc áo tàng hình á. Bruce, anh đang nơi đâu? Anh đây nè. Đây, Archibald, vương miện của mình. Đó không phải là vương miện. Đồ quản gia tôi. Lại là sóng gió trốn thăm cung. Ồ, thật là một nàng tiên cá xinh đẹp mà. Nữ hoàng ơi, cô có muốn nhận con làm con nuôi không? Đây là vương miện. Yeah, bây giờ chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Đến lúc rồi. Đây là vương miện ạ. Cuối cùng, cậu đã có sự tha thứ của mình rồi, Archibald. Anh yêu, bé tiên cá này là người đã tìm thấy vương miện nè. Cô bé sẽ sống trong cung điện với chúng ta kể từ ngày hôm nay. Ồ, chiếc hộp ma thuật. Đúng thứ mà mình cần luôn. Nó sẽ giúp mình trở thành vua. Archibald, tỉnh dậy mau. Cậu quá ấm đầu rồi. Nghỉ ngơi đi. Tiên cá, đây là lâu đài của riêng con bên trong lâu đài của chúng ta. Bummer, nhưng không có hồ bơi. Chúng ta có thể thêm nó mà. Cố lên nào em yêu, thổi đi. Mạnh nữa. Đó là cái máy bơm đúng không? Giúp em một tay chứ hả? Được rồi, anh giúp mà. Bơm hơi vào chân nào. Hồ bơi. Tuyệt vời. Hình ảnh hoàn hảo. Là cá mập hả? Chiếc hộp nhỏ của mình. Có gì đó đang cắn dở. Này Archie, chú có thể chơi với cháu được không? Nghe giống như kế hoạch vậy. Vậy của ai vậy ta? Archie, cháu có quả bóng nè. Ai đang gọi đến vậy ta? Gương liên lạc. Có cuộc gặp gỡ hả? Được rồi, tới đây. Archibald, đút bé tiên cá của chúng ta đi. Hãy chắc cô bé sẽ ăn hết thức ăn của mình. Nào Nancy, cháu cần phải ăn gì đó. Nếu không nhà vua sẽ tức giận mất. Bông cải xanh đang bơi thẳng vào miệng. Không. Nhìn kìa, thân biển nè. Đâu cơ? Đây là bộ dao kéo đặc biệt của nàng tiên cá nhỏ. Không có ai cả. Đẹp quá à. Cháu thích nha. Nhưng cũng không ăn đâu. Được rồi, trong trường hợp đó, lặp lại theo chú nào. Nhận lấy nè. Chính là nó. Cuộc chiến đồ ăn. Vui ghê. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhanh lên, nhà vua sắp đến rồi. Hộp, cứu mình với. Wow, con đã hết rồi nè. Tốt lắm Archibald. Hãy sẵn sàng cho tấm ảnh gia đình hoàng gia nha. Cười lên nào. Lại gần chút nữa. Ồ, hộp của mình. Nhìn vào đèn flash nha. Mắt của mình. Bây giờ mình có thể lấy trộm chiếc hộp trong khi không ai nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy gì cả. Nào nào, hộp ơi, đến với mình đi. Ồ, Archie bị làm sao vậy? Đây là bức hình tệ nhất từ trước đến nay. Mọi người trông thật xấu mà. Ở ngoài mình có béo như vậy đâu ta. Con biết cách khắc phục rồi nè. Sử dụng các miếng gỗ để ghép thành khung nha. Lấy cây cọ ma thuật và vẽ. Và phủ lên khung bằng sơn màu ngọc trai. Bây giờ chúng ta hãy đính thêm một số hạt ngọc. Nhiếp, thưa bệ hạ. Không phải trái tim. Nhiếp cơ. Dán keo các nửa hạt ngọc trai khác nhau. Trang trí góc bằng vàng.
chút ma thuật đại dương. Khung ảnh ảo diệu đã hoàn thành rồi. Tất cả những gì cần phải làm là đặt tấm hình vào bên trong nè. Bất kỳ bức ảnh nào trông đẹp hơn hàng trăm lần với khung hình này. Ôi, đầu của mình. Đến giờ tập thể dục rồi. Đau rồi nha. Đây là bài tập dành cho những vị vua đích thực đó. Rút thanh kiếm ra khỏi đá. Mình không còn mạnh mẽ như hồi xưa nữa. Anh yêu, anh cần phải tập săn chắc các cơ cũ của mình đi. Nói đúng lắm em yêu. 1, 2, 3, 4. Nào, một trận khác. Tiếp tục đi Archie. Chúng ta đang tiến gần đến mức cũ của mình. Lớp học yoga hoàng gia. Các động tác của nàng tiên cá vẫn cần rèn thêm nha. Ruth, nhớ lại anh trông như thế nào khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nè. Nào, tập chăm chỉ hơn đi. Được rồi em yêu, anh sẽ lấy lại tất cả. Chúc mừng sinh nhật con yêu nha. Chiếc bánh hoàng gia của con đây nè. Dễ thương quá. Đây là những người bạn của con. Mẹ, ba, đây là Shipman, người bạn dưới nước tốt nhất của con nè. Sinh nhật của cô bé, tuyệt vời. Chào buổi chiều. Đừng la nữa mà. Mình cần một món quà cho nàng tiên cá làm từ vỏ sò này. Được rồi, xong ngay đây. Dán một viên ngọc trai vào vỏ sò. Rất phù hợp luôn nha. Mình sẽ gắn chiếc đinh tán bông tai vào phía sau. Bây giờ sẽ sơn vàng vỏ sò và làm bông tai tương tự để có một bộ. Hoa tai đã sẵn sàng thưa ngài. Nên đẹp đi. Cậu là thợ kim hoàng xuất sắc đó. Thật tuyệt vời. Nè, còn tiền thì sao? Chúc mừng sinh nhật nàng tiên cá. Đây là món quà của cháu. Cảm ơn chú. Đây là một món quà cho chú nè. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của chú. Nào, đưa hộp cho chú đi. Lỗi cháu. Cháu không cố ý làm chú bị thương đâu. Nhân tiện bông tai rất là đẹp ạ. Chào buổi chiều, thần dân trung thành của mình. Hãy chào mừng thành viên mới của gia đình hoàng gia, nàng tiên cá Nancy. Công chúa biển sẽ sống trong cung điện từ bây giờ. Và chúng mình có chiếc vương miện đặc biệt cho cô nàng đây. Nancy bây giờ là nàng tiên cá hoàng gia. Cảm ơn tất cả mọi người. Này Bruce, bể hả? Nhà vua ngủ rồi kìa. Không phải cà chua chứ. Hãy biến thành hoa nào. Bây giờ thì đúng rồi đó nha. Người dân yêu mình. Không, mình ghét cái này. Không kỳ đâu. Nữ hoàng, chơi nào. Đi mà. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Tốt thôi, chờ một tí nha. Archibald, chơi với con bé đi. Chú thách đấu với cháu vì tiền. Còn cháu, hộp của cháu thì sao? Được thôi. Cược của hai người được chấp nhận nha. Trận đấu đang diễn ra. Nhưng con không có súng. Khẩu súng nổ. Không hả? Được rồi, gậy bóng chày thì sao nào? Nguy hiểm quá à. Cái gậy đã đánh mình rồi. Cháu là đồ thất bại với cái đuôi. Cây cung của Robin Hood. Ý tưởng tồi nha. Tự bảo vệ mình, nàng tiên cá. Chờ một tí. Đầu tiên, mình sẽ cắt cái đầu cá ra khỏi nhựa. Sử dụng khuôn mẫu để cắt bỏ hai đầu đi. Làm nóng nhựa bằng máy sấy tóc và uốn cong đầu nha. Bây giờ chúng ta dán tất cả các mảnh lại với nhau. Thêm bay. Vẽ cọ bằng ma thuật. Đặt một thanh kiếm đồ chơi bên trong mảnh ghép. Dán viên ngọc trai trên mũi kiếm. Đây là con cá kiếm.
hãy tự bảo vệ mình, Archibo. Cái gì? Đồ chơi này á? Không phải là vũ khí thật mà. Làm ơn. Quần áo của mình. Tốt hơn là ta nên mang con cá nguy hiểm đó đi. Con chiến thắng rồi bé tiên cá. Làm tốt lắm. Anh yêu à, em mệt rồi. Anh giúp em với mấy lượt này được không? Được rồi. Archibo, cậu đang ở đâu? Đây nè. Cậu có thể giúp mình với đống công việc này được không? Mình chỉ có thể bóp cổ cậu thôi. Archibo, chắc chắn rồi. Làm ngay đây. Nhìn nè em, anh đã cài đặt Instagram trên gương. Ký vào giấy tờ đi anh yêu. Sao cũng được. Và cuối cùng thì mình cũng có thể thư giãn rồi. Mình phát chán với công việc này. Ước gì mình có thể trở thành vua. Wow, điều ước của mình đã thành hiện thực. Mình vẫn chỉ là quản gia. Mình ghét điều đó. Này Archie, ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay. Mình ghét toàn bộ nơi này và cháu Nancy. Vì vậy chú cần hộp của cháu để thay đổi mọi thứ. Đình chiến. Nếu chú cần chiếc hộp như vậy, đây nè, nó là của chú đó. Thật sao? Điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Mình muốn trở nên thật quyền lực. Cắt một chiếc đinh ba ra khỏi xốp. Chà, nó hiệu quả rồi kìa. Làm mịn các cạnh bằng máy cắt hộp và đánh bóng bằng giấy nhám nha. Dán đinh ba vào tay cầm bằng nhựa. Sơn nó. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trang trí bằng lưới vàng, vỏ sò và kim cương giả. Này, quản gia, tô màu cho đồ trang trí. Yeah! Bây giờ mình không chỉ là quản gia nữa. Nàng tiên cá, chú không cần cháu nữa nha. Thật không công bằng mà. Cậu, anh sẽ lo việc này em yêu. Anh cần thanh kiếm của mình. Tự bảo vệ mình đi Archibo. Sợ quá à. Có điều cậu không còn là vua nữa nha. Anh yêu, bây giờ mình là anh yêu của cậu đó. Ngươi tôn thờ mình đi. Đức vua yêu dấu của thần. Tốt hơn rồi đó. Giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực. Mình đang trên ngai vàng và là trung tâm của sự chú ý. Nhưng tất cả những thứ này trở nên nhàm chán nhanh chóng. Đi đi quản gia. Đừng có nhìn mình như vậy chứ nữ hoàng. Bé tiên cá và mình đã có khoảng thời gian vui vẻ. Phải thừa nhận rằng mình nhớ chúng lắm. Được rồi, đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại như cũ. Mình không muốn làm vua nữa. Thời gian quay trở lại. Archibo, chờ đã. Chú ấy đã thay đổi rồi. Cái gì? Bây giờ chú ấy rất tốt, phải không Archie? Đây là hộp của cháu nàng tiên cá và cây đinh ba nè. Chú có thể giữ nó. Ok. Chú biết phải làm gì với nó rồi. Thanh kiếm và cây đinh ba là một đội trong mơ. Chú đã làm đúng rồi, Archie. Cậu là quản gia yêu thích của tụi mình, Archibo. Và tất cả chúng ta đều là một gia đình hạnh phúc. Các cậu ơi, hãy tìm sự khác biệt trong hai bức ảnh này nha. Cậu thấy chúng chứ? Hãy bình luận câu trả lời xuống phía dưới nha.